Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Tuyển nữ Việt Nam bịn diện chia tay huấn luyện viên Mai Đức Chung. Chờ xem tài nghệ của ông Gong Okyun. Tuyển Việt Nam sẽ có một bộ khung mới mẻ. Tuyển nữ Việt Nam bị dị chia tay huấn luyện viên Mai Đức Chung. Huỳnh Như cùng các đồng đội tặng món quà đặc biệt với huấn luyện viên Mai Đức Chung trong ngày thầy trò chia tay sau nhiều năm gắn bó. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Nhật Bản là lần cuối cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên sinh năm 1951 quyết định nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình sau nhiều năm dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. Trong ngày chia tay, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung bịn diện và nghẹn ngào. Huỳnh Như thay mặt toàn đội tặng huấn luyện viên Mai Đức Chung một món quà đặc biệt ý nghĩa, đó là chiếc áo mang áo số 9 với đầy đủ chữ ký của các thành viên đội tuyển. Chiếc áo trở nên đặc biệt khi các nữ tuyển thủ gửi gắm những lời tâm sự của mình tới bố Chung. Huỳnh Như chia sẻ xúc động. Nhớ ngày đầu tiên được tập cùng thì đó là năm bị trả về câu lạc bộ. Bác còn dặn phải cố gắng nhiều hơn. Từ đó con đã cố gắng rất nhiều để trở lại đội tuyển. Nhờ vậy mới có Huỳnh Như của ngày hôm nay. Thời gian làm việc cùng bác, con học được rất nhiều. Đó là sự yêu thương, sự khiêm nhường từ một người vĩ đại, một người thầy luôn có trái tim ấm áp. Con chúc bác thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc cùng với gia đình của mình. Với bóng đá nữ Việt Nam thì bác là mãi mãi. Tiền đạo Hải Yến viết trên trang cá nhân: cảm ơn bác đã luôn đồng hành cùng tụi con trên mọi chặng đường có khó khăn và có vinh quang. Cảm ơn bác vì tất cả. Thủ thành Kim Thanh viết: năm 2019, tại nơi này, bác đã tin tưởng cho con cơ hội để con thi đấu và đạt được những thành công hơn mong đợi. Năm 2023, cũng tại nơi này, bác đã nói lời chia tay với con và bóng đá nữ Việt Nam. Những gì bác đã mang lại cho con và bóng đá nữ Việt Nam là những thành tích đáng được trân trọng. Đặc biệt hơn, bác đã đưa bóng đá Việt Nam lần đầu tiên đến với World Cup. Thật trên cả tuyệt vời. Con xin chúc bác thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và trong cuộc sống. Xin cảm ơn người thầy vĩ đại, người cha đáng kính. Tối ngày 3 tháng 11, tuyển nữ Việt Nam từ Uzbekistan về nước. Các cầu thủ trở về câu lạc bộ chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia 2023. Còn Huỳnh Như quay lại Lanh FC để tiếp tục thi đấu ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Về chiếc ghế thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung từng đề xuất huấn luyện viên Akira Jiri, người Nhật Bản thay thế cho mình. Nhà cầm quân này có nhiều năm dẫn dắt đội tuyển nữ U17 và U20 Việt Nam. Tôi tin ông Akira sẽ hiểu nền văn hóa, sinh hoạt của Việt Nam chúng ta. Ông ấy cũng có chuyên môn. Huấn luyện viên Akira là phương án thuận tiện giúp VFF không phải đi thuê chuyên gia ở các nơi khác mà khi chưa lại nắm được các văn hóa, cách sinh hoạt của đội tuyển nữ. Đó là lựa chọn tốt nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết. Chờ xem tài nghệ của ông Gong Okyun. Nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Công an Hà Nội cụ thể hóa quyết tâm bảo vệ ngôi vương bằng cách chiêu mộ huấn luyện viên Gong Okyun, cựu chiến lược gia người Hàn Quốc từng dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào tứ kết giải U23 châu Á năm 2022. Ông Gong được giới chuyên gia đánh giá là huấn luyện viên trẻ tuổi có triết lý bóng đá tấn công hiện đại. Khác với tiền bối Park Hang-seo, huấn luyện viên Gong Okyun khuyến khích các cầu thủ trẻ tự tin cầm bóng, phối hợp ngắn và chơi tấn công. Vì vậy, tuyển U23 Việt Nam dưới thời của huấn luyện viên Gong đã trình diễn lối tấn công hoa mỹ, nhanh, mạnh và hiệu quả, xuất sắc cầm hòa U23 Hàn Quốc tại đấu trường đẳng cấp châu lục. Câu lạc bộ Công an Hà Nội được xem là đội tuyển quốc gia thu nhỏ khi sở hữu dàn ngôi sao hàng đầu tại V-League như Quang Hải, Văn Đức, Văn Thành, Văn Hậu, Tấn Tài, Việt Anh, Tấn Sinh, thủ thành Philip Nguyễn cùng với những ngoại bình chất lượng cao. Đội bóng ngành công an cũng xây dựng đấu pháp chiến thuật thiên về kiểm soát bóng, chủ động tấn công nhưng vẫn còn vấp váp khi vận hành. Vì vậy, với tài cầm quân của huấn luyện viên Gong Okyun, nhà đương kim vô địch sẽ trở thành ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua ngôi vương ở các giải đấu quốc nội mùa này. Trở lại với V-League 2023-2024, theo những người trong cuộc, chất lượng chuyên môn của V-League 2023-2024 đã được nâng tầm đáng kể. Không ít đội bóng hướng tới mục tiêu tranh ngôi vị vô địch ngay từ đầu mùa. Thống kê ở hai lượt trận đấu đầu tiên của V-League 2023-2024 có tổng cộng 39 pha lập công, đạt hiệu số trung bình là 3 bàn một trận. Một chi tiết tích cực đáng chú ý khác là hai vòng đấu vừa qua chưa xuất hiện trận đấu nào có kết quả hòa không đều. Nhóm 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ có khoảng cách 2 điểm, gồm 3 đội có cùng 4 điểm và đội dẫn đầu có 6 điểm. Trước khi hết thời hạn chốt danh sách ngoại binh 24 giờ trước vòng đấu thứ 3, nhiều đội bóng đã đưa về những cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao, sẵn sàng bước vào cuộc đua gay cấn sắp tới. Câu lạc bộ Hà Nội cũng có những điều chỉnh nhân sự ở băng ghế chỉ đạo trước khi bước vào vòng 3 tại V-League mùa này. Cựu huấn luyện viên đội tuyển U23 Việt Nam Đinh Thế Nam sẽ là người gánh trách nhiệm vực dậy tinh thần và cải thiện phong độ thi đấu cho đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam. Khi được bổ nhiệm vị trí mới, ông Đinh Thế Nam khẳng định rằng việc thiết lập lại lối chơi của câu lạc bộ Hà Nội là không khó, điều quan trọng là cải thiện tinh thần sau các trận thua. Tuy chỉ là huấn luyện viên trưởng tạm quyền, nhưng chiến lược gia kỳ cựu gốc Hải Phòng rất tự tin đương đầu với thử thách khó vì đã từng có thời gian dài làm việc với các trụ cột của câu lạc bộ Công an Hà Nội.
được xem là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất của Việt Nam hiện nay. Song câu lạc bộ Hà Nội bất ngờ bị chững lại. Đội bóng thủ đô đã đánh mất ngôi vương ở các giải đấu quốc nội ở cuối mùa giải 2023, toàn thua ở cả 3 vòng đấu tại AFC Champions League 2023, thất bại trước Hải Phòng ngay trên sân nhà hàng đấy ở ngày ra quân V-League 2023-2024. Thành tích thi đấu không tốt trong thời gian gần đây của câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng dự báo một hành trình vất vả để trở lại vị thế đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Tuyển Việt Nam sẽ có một bộ khung mới mẻ. Sau khi vòng 3 V-League 2023-2024 khép lại, đội tuyển quốc gia sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho hai lượt trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2026. Đây là cột mốc quan trọng với đội tuyển và cá nhân huấn luyện viên Philippe Chuze trong mục tiêu chinh phục sân chơi World Cup. Danh sách triệu tập chưa ngã ngũ. Đội tuyển Việt Nam có 3 trận đấu giao hữu quốc tế trong tháng 10 vừa qua không thành công. Nhưng với giới chuyên môn, hành trình ấy có ý nghĩa lớn với thầy trò huấn luyện viên Chuze vốn đang ở giai đoạn đầu của quá trình kiến tạo những giá trị mới. Huấn luyện viên Chuze đã lường trước được những thất bại về kết quả khi gặp đội tuyển Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Đổi lại trong những trận thua ấy, huấn luyện viên Chuze có thể tìm ra được những mục tiêu mà mình đã hoạch định. Đó là thử nghiệm con người, đánh giá lối chơi khi gặp các đội tuyển mạnh hơn. Tuyển Việt Nam đã hết thời gian thử nghiệm. Vì thế hai trận đấu gặp Philippines và Iraq vào tháng 11 tới tại vòng loại World Cup 2026 là những cuộc chiến thực sự. Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam sẽ dự kiến hội quân vào ngày 5 tháng 11 nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Philippines ngày 16 tháng 11 và Iraq ngày 21 tháng 11 trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 của World Cup 2026 khu vực châu Á. Vấn đề nhân sự ở đội tuyển Việt Nam đặc biệt được người hâm mộ quan tâm bởi đợt tập trung tới đây, huấn luyện viên Philippe Chuze sẽ lựa chọn bản danh sách hoàn chỉnh, không còn mục tiêu thử nghiệm. Bộ khung của đội tuyển Việt Nam sẽ được định hình rõ nhất, việc sử dụng ai vào vị trí nào. Huấn luyện viên Chuze đều phải có sự tính toán kỹ lưỡng, không có chỗ cho những sai số. Huấn luyện viên Chuze chắc chắn sẽ đau đầu trước khi đưa ra quyết định về danh sách tuyển Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng với danh sách tập trung 30 cầu thủ, huấn luyện viên Philippe Chuze vẫn gọi một số cầu thủ trẻ, nhưng cơ hội để trụ lại hoặc được đá chính của họ là không nhiều. Những ngôi sao như là Quang Hải, Văn Hậu nhiều khả năng sẽ đóng góp ở đợt tập trung tới đây do vẫn đang bị chấn thương. Trước đó, Văn Hậu dính chấn thương gót chân từ cuối mùa giải 2023. Hậu vệ người Thái Bình có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vào tháng 9, nhưng sau đó được huấn luyện viên Chuze trả về câu lạc bộ để điều trị. Còn Quang Hải dính chấn thương ở cổ chân trong trận đấu với Uzbekistan tại Trung Quốc ngày 13 tháng 10. Tiền vệ số 19 lỡ trận đấu gặp đội tuyển Hàn Quốc và vẫn chưa thể tập luyện cùng với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Theo huấn luyện viên Trần Tiến Đại của câu lạc bộ Công an Hà Nội, với chấn thương hiện tại, Quang Hải và Văn Hậu gần như chắc chắn vắng mặt trong đợt hội quân sắp tới, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 và sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh rất lớn tại đội tuyển Việt Nam trong các lần tập trung tiếp theo. Trước đó, một trung vệ khác của huấn luyện viên Philippe Chuze cũng sẽ không thể ra sân, đó là Bùi Hoàng Việt Anh, khi anh đã phải nhận tấm thẻ đỏ trong trận đấu gặp đội tuyển Hàn Quốc. Tín hiệu vui duy nhất là khả năng phục hồi chấn thương của Quang Hải và Quế Ngọc Hải đang rất tiến triển, nên hy vọng họ có thể góp mặt trước giờ gờ. Cách riêng của huấn luyện viên Chuze. Huấn luyện viên Chuze từng nhấn mạnh: "Tôi chọn cầu thủ dựa trên phong độ và thể trạng thực tế, không phải theo tính tăm hay tên tuổi. Tôi không có nghĩa vụ chọn cầu thủ nổi tiếng, công thần trong quá khứ cho đội tuyển Việt Nam. Những cầu thủ không được chọn vào tháng 10 không đồng nghĩa là hết cơ hội dự vòng loại World Cup trong tương lai. Ngoài năng lực, các cầu thủ cần đảm bảo phong độ lẫn thể trạng. Nhưng có thể nói, dù có thay đổi đến cỡ nào, trẻ hóa đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì xuyên suốt 6 trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam, ông Chuze cũng đã xây dựng được bộ khung với các cầu thủ kinh nghiệm là trụ cột. Chính vì vậy, trong đợt tập trung và thi đấu giao hữu vừa qua, vì nhiều lý do khác nhau, Văn Thanh, Hồng Duy, Tấn Tài, Văn Hậu không thể có mặt. Nếu như Tấn Tài và Văn Hậu không kịp hồi phục chấn thương, thì Văn Thanh và Hồng Duy thậm chí còn không có tên trong danh sách hội quân. Bên cạnh đó, tiền đạo Văn Toàn dù có tên trong danh sách 3 trận đấu giao hữu vừa qua, nhưng ít khi được sử dụng. Rõ ràng, những cầu thủ trước đây được huấn luyện viên Park Hang-seo đưa vào kế hoạch sử dụng, thì đến thời của huấn luyện viên Chuze, họ rất ít khi xuất hiện trong đội hình xuất phát. Trước thực tế này, đòi hỏi những gương mặt vốn rất nổi tiếng của bóng đá Việt Nam như Tấn Tài, Văn Thanh, Hồng Duy và Văn Toàn cần thể hiện nhiều hơn để chiếm được niềm tin của huấn luyện viên Chuze. Các cầu thủ nếu muốn được huấn luyện viên Chuze trọng dụng, không có cách nào khác là phải có phong độ cao, tỏa sáng tại V-League.